Rồi như vậy thì chúng ta sẽ dùng Excel đi. Trình bày cái phần này cho các bạn nó rõ ràng. Rồi trước tiên để mà chúng ta gõ được tiếng Việt nè. Khi mà các bạn gõ được tiếng Việt á thì điều đầu tiên các bạn cần có là các bạn phải có font. Nhưng mà bản thân cái máy của mình mới cài, cái máy của mình mới cài, Win của mình đang cài thì nó có font Unicode tiếng Việt rồi. Nhưng mà không phải tất cả nha các bạn. Không phải tất cả các Win đều có Unicode tiếng Việt. Ví dụ như những Win cũ mà máy của các cái chuyên gia nước ngoài mà người ta qua đây người ta làm việc á, người ta xài Win cũ. Và bản thân cái bộ font của người ta là không phải không có cái tiếng Việt. Cho nên là mình có bật Unicode lên nó cũng không ra tiếng Việt. Thì điều kiện của mình, các bạn nói là thầy ơi em cài lên là em gõ được tiếng Việt luôn, em đâu cần cài gì đâu. Có, là trong lúc cài Win cài rồi. Tức là font tiếng Việt nó tự cài trong lúc mình cài Win. Đó là bộ font Unicode có tích hợp tiếng Việt. Tiếp thứ hai là mình phải có công cụ gõ. Công cụ để gõ tiếng Việt thì bình thường chúng ta sẽ dùng là UniKey. Còn có thể là bạn sẽ dùng VietKey. Đó là công cụ, những cái mà mình phải chuẩn bị trước. Còn gõ vô đâu, gõ vô trong Notepad, gõ vô trong Word, gõ vô trong Excel thì tùy các bạn muốn gõ đâu gõ. Nhưng mà trước tiên là vậy. Cái thứ hai mình cần quan tâm là ở bên công cụ gõ này nè. Ở bên công cụ gõ, mình phải chọn ở chỗ này là bảng mã. Bảng mã. Ha, rồi kiểu gõ. Rồi đến font. Như vậy mình sẽ có 3 lựa chọn mà cần lưu ý là bảng mã, kiểu gõ. À, kiểu gõ chắc thầy đưa lên trên quá, bởi vì kiểu gõ nói chung. 3 kiểu gõ. Như vậy mình sẽ có 2 kiểu. Kiểu gì các bạn? Kiểu thứ nhất là gì? À 3.1. Như vậy thì khi mà các bạn gõ kiểu gõ thì các bạn sẽ click chuột phải ở đây nè. Các bạn chọn ở đây kiểu gõ. Nó có kiểu đầu tiên là Telex. Rồi kiểu gõ thứ hai là kiểu gõ Verni. Như vậy tùy các bạn chọn kiểu gõ. Nếu mà bạn kiểu gõ Telex là gõ bỏ dấu bằng gì? Bỏ dấu bằng phím, đúng rồi, chứ không thể bỏ dấu bằng chuột. Bỏ dấu bằng gì? À, bỏ dấu bằng chữ. Còn đối với Verni thì bỏ dấu bằng số. Nếu bạn nào không biết thì tham khảo thêm chỗ này. Cấp 3 là mình đã gõ nhiều rồi, cho nên chỗ này không có khó. Như vậy thì chú ý nè. Khi mà các bạn đi sửa máy cho người khác đi. Người này nói là em gõ tiếng Việt không được, mặc dù là người ta gõ ra như thế này. Ví dụ người ta gõ ra C cộng hòa. Đó, mình nhìn thấy người ta gõ vậy là mình biết gì rồi. Người ta gõ Verni. Vậy thì xem thử ở phía dưới này, xem cái kiểu gõ của người ta là gì. Đang là Telex. Không đúng. Đổi qua Verni. Gõ lại. Không được luôn. Vậy thì mình coi tiếp cái gì? Coi tiếp cái tiếp theo là đối với lại người này đang gõ, coi thử cái bảng mã đúng chưa. Bảng mã mình đổi lại Unicode.
Được chưa? Như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ lưu ý nè. Bạn gõ telet, nếu như bạn dùng chữ để đặt dấu, bạn gõ vừa ni nếu bạn dùng số để đặt dấu. Khi mà các bạn đi sửa máy cho khách hàng thì để cho người ta gõ thử một cái. Hỏi chị gõ giùm em để em xem thử. Mình phải bắt bệnh trước nha các bạn. Chứ mình chưa bắt bệnh mà mình phán là mình phán sai á. Trong khi là người ta chỉ có sai cái này thôi mà mình bắt người ta đi sửa tùm lum hết, là càng ngày càng sai, càng ngày càng xa. Cho nên mình phải bắt bệnh trước. À, nếu như mà người ta sai chỗ này thì mình chỉ cần đổi kiểu gõ là xong. Tiếp theo, đối với bảng mã, và chỗ này nó sẽ là font. Như vậy thì bảng mã chúng ta sẽ có những cái là Unicode. Nếu mà bạn gõ Unicode thì có rất là nhiều font là Unicode. Ví dụ chúng ta đang gõ này, Unicode nè. Đây, cái font mà chúng ta đang gõ là Unicode đây. Font thứ hai mà chúng ta hay xài là gì? Times New Roman. Đây là font chúng ta cũng rất là hay xài. Times New Roman. Và nó có một cái font nữa là font gì? Rất hay xài. Yeah, Arial. Như vậy đối với lại cái font này, Times New Roman và Arial có gì khác? Bạn nào có để ý không? Giữa hai font Times New Roman và Arial, nó hơi nghiêng. Gì nữa không nào? Rồi thầy copy cái này xuống, dán xuống đây. Hiện nay cái này là đang dùng Times New Roman. Bây giờ cái dưới thầy đổi nó thành Arial. Có gì khác? Rồi đậm hơn. Gì nữa? Ở trên là Times ha. Ở dưới là, ở trên là Times New Roman, ở dưới là Arial. Arial nó to hơn nè. Rồi gì nữa? Chữ tròn hơn. Và cái quan trọng giữa hai font này, người ta quan tâm chữ có chân và chữ không chân. Người ta lấy khái niệm là chữ có chân và chữ không chân. Chú ý giùm cho thầy chỗ này. Times New Roman là thuộc dạng chữ có chân, còn Arial là thuộc dạng chữ không chân. Chữ không chân thì đọc dễ rõ, dễ nhìn, dễ đọc. Thì thường các bạn thấy là trong các cái báo đồ người ta hay dùng là chữ không chân. Chữ không chân thì có rất nhiều font chứ không phải là chỉ có Arial không. Đó, chữ có chân thì nhìn có vẻ nó đẹp nhưng mà nó rối. Chữ nhỏ thì người ta thích dùng chữ không chân. Còn chữ lớn thì kiểu gì cũng được, có chân thì nó đẹp. Thì ở chỗ này đối với lại Unicode thì các bạn có thể là dùng Times New Roman hoặc là Arial, tùy theo cái nhu cầu mà các bạn sẽ có cái phong khác nhau. Rồi một cái nữa là ở trong cái phần bảng mã này chúng ta gõ là tiêu chuẩn Việt Nam 3. Nó có là tiêu chuẩn Việt Nam 3. Tiêu chuẩn Việt Nam 3 thì phong là phong gì ta? Không biết trên này thầy có cài chưa? Không có. Phong tiêu chuẩn Việt Nam 3 thì nó có cái đuôi phía trước là chấm. Ví dụ chấm VN Time. Chấm VN Time. Đó, các bạn ra các bạn search giúp cái này cho thầy, Time. Chấm VN Time. Và cái tiêu chuẩn Việt Nam 3 thì nhớ là nó sẽ có hai cái font đi kèm. Lúc nào nó cũng có hai font đi kèm. Time có H. VN Time. Chấm VN Time có H. Có H là viết hoa, còn không H là viết thường. Đó, font VN Time có H là viết chữ hoa, còn nếu mà không có H là viết chữ thường.
Rồi tiếp tục, chúng ta còn rất nhiều font nữa nha, chứ không phải là một font. Các bạn lên các bạn tải bộ font tiêu chuẩn Việt Nam 3 thì nó có rất rất nhiều font. Và mình có một cái font nữa là font Unicode. Phải không? Font Verniwin. Verniwin. Font Verniwin này nó sẽ có rất là nhiều font đẹp các bạn. À, Verniwin. Như vậy thì thường chúng ta sẽ sử dụng có cái font là VN phía trước. VN phía trước, ví dụ như là font thư pháp, font gì đó. Thì ở chỗ này người ta cho rất nhiều font. Và bây giờ nó thêm cái chữ HP phía trước là Hải Phòng là gì đây. Rồi các bạn, nó thuộc cái dạng font của thằng Verniwin. Ví dụ bây giờ thầy gõ cái này. Đây. Thầy gõ vô đây. Dùng bản mã Verniwin. Đó. Cỡ chữ và kiểu chữ giống kiểu viết tay. Thì đối với lại cái font mà nó có cái dạng này nè, thì đa số là chúng ta dùng bản mã Verniwin thì chúng ta gõ mới được. Những dạng font này là font của font Verni, đó là font Việt Nam mình dựng á, thì các bạn sẽ gõ được tiếng Việt ở dạng là kiểu cách như thế này. Font kiểu ha. Đó là về font. Như vậy font chúng ta thấy là khá đơn giản, nhưng mà đôi khi chúng ta gõ ra tiếng Việt không được. Rồi bây giờ trong trường hợp này nè, trong trường hợp này mới hay nè. Thầy giả sử đây cái font hồi nãy mình gõ rồi nè, bây giờ nó đổi lại tiếng Việt. Ví dụ ở chỗ này đi, thầy đang gõ, thầy đang dùng là Verniwin để thầy gõ. Gõ vô đây. Bật tiếng Việt. Cho nó xuất hiện ra ngoài luôn đi các bạn. Tab Manager. Show icon. Rồi. Tab bar setting. Ok, quên. Các bạn chọn tab bar setting thì ở chỗ icon đâu nhỉ? Turn off icon. Các bạn bật cái unique. À, cái này system rồi. Rồi. Bật cái unique lên để cho nó mở liên tục, nó không có bị thu hồi lại nếu mà nó nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ gõ ở đây là Verniwin tiếng Việt. Tiếng Việt. Kiểu gõ Telet. Cộng hòa xã hội. Rồi đối với câu này các bạn, mình đã nhìn ở đây, mình quen rồi. Mình nhìn mình thấy cái chữ này là mình biết là cái font này là đang gõ bằng Verniwin. Bây giờ mình muốn đọc cái dữ liệu này nè. Vậy thì ở trên này phải có một cái font nào đó liên quan đến Verni thì mình mới đổi được. À, và mình tìm hết trong máy này luôn, không có font nào hết. Rồi giờ sao? Giờ khỏi đọc à? Vậy mình làm gì? Bây giờ trong này không có cái font tiếng Việt nào để đọc được cái này hết. Mình làm sao đây? Ví dụ văn bản người ta
gửi cho mình cả một văn bản 5-7 trang mà chữ vậy không á, sao đọc? Vậy thì các bạn sẽ dùng đến một cái công cụ gọi là chuyển mã. Chuyển mã, chuyển bằng cách nào? Mình sẽ copy cái nội dung. Trước tiên là copy cái nội dung bị mã hóa, đọc không được nè. Copy, Ctrl C. Mở cái công cụ gõ tiếng Việt ra. Mở công cụ gõ tiếng Việt ra. Bạn mở lên công cụ. Trong công cụ này, các bạn sẽ nhìn thấy, thứ nhất, nguồn. Nguồn là cái đoạn chữ mà mình đọc không được này nè. Thì mình sẽ đoán thôi. Mình nhìn thấy ký tự này quen, thì mình đoán đó là Vernewin. Tức là cái đoạn văn bản này được tạo ra bằng bản mã Vernewin. Mình chọn Vernewin. Đích của mình, trên máy của mình có Unicode chưa? Có, là do mình cài lúc đầu nó có luôn rồi. Vậy mình sẽ chuyển từ Vernewin sang Unicode. Bấm chuyển mã. Chuyển xong, quay trở lại Word. Mình dán lại ở đây cũng được, hoặc mình dán xuống dưới. Chuyển xong chưa? Nếu như chuyển nhầm, nếu như các bạn chuyển nhầm, các bạn chọn cái này, Ctrl C. Đây, mình vô phần công cụ. Lỡ như mình không biết nó là Windows Vernewin, mình chọn nó là tiêu chuẩn Việt Nam 3. Mình bấm chuyển mã. Ok. Dán ra. Thì nó ra cái mã khác. Bởi vì nó đâu phải là tiêu chuẩn Việt Nam 3 đâu. Thì chuyển sai đúng không? Chuyển sai, chuyển lại. Có gì chăng? Cái nguồn mình đi im. Đó. Như vậy thì cái nguồn của chúng ta là đã có rồi. Mình đi im. Thì các bạn sẽ chuyển nó thành Unicode, là chúng ta đã đọc được rồi. Như vậy trong phần này, để xác nhận được là chúng ta gõ tiếng Việt đúng hay không đúng, thì chỗ này các bạn phải xác định trước cho thầy là mình có font tiếng Việt không, có bộ gõ không. Có bộ gõ xong rồi mình gõ kiểu gì, đúng theo cái cách mà mình biết chưa. Nếu gõ đúng rồi thì mình chọn cái bản mã ở trên cái bộ gõ này nè. Đây là bản mã. Chọn đúng chưa? Nếu đúng yêu cầu rồi thì trên cái chương trình mà mình muốn gõ tiếng Việt á, chọn font đúng chưa? Đó, chọn font đúng rồi thì bắt đầu gõ. Còn gõ không ra nữa thì lúc đó gọi thầy. Còn nếu mà chữa hết chừng đó bệnh thì nó sẽ ra. Được chưa? Đó. Trên máy của bạn đã có phong rồi. Bộ gõ cũng có luôn rồi. Tất cả mọi thứ đã set được hết rồi. Mà gõ tiếng Việt vẫn không ra. Thì alo thầy. Còn nếu như mà bạn làm chừng đó bài rồi thì ra hết á. Mà nãy giờ chưa thấy ai alo thầy hết. Bởi vì chừng đó là xong hết rồi. Được chưa? Qua nhà chị hàng xóm là sửa gõ Win được rồi, gõ tiếng Việt được rồi đúng không? Bao luôn không?